thiếu ăn. Không có, tại nó bự con quá. Tại vì nó hơi ốm thôi, chứ con này thì nếu mà bự con nó mập lên là con bò này bự lắm. À, bò siêu, bò anh ghét. Con này mà mập lên bự con dữ dằn nha anh chị nha. Nó hơi gần bò. Bò này cỡ thước 36, 37 bò. Tơ nha, tơ jean anh chị. Chưa có chữa nẻo gì hết á. Anh ghét siêu 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 cọp. Con này là con kem Pháp. Kem Pháp chữa, con này chữa 5 tháng, hơn 5 tháng à. Kem Pháp bông bướm. Bò chữa này cấp mình thì đẹp. Anh chị thấy không? Ừ, coi cấp mình nè. Ok lắm. Cấp mình khỏi chê luôn á. Chữa. Cũng tơ nha anh chị. Nè. Vú nè. Đó. Đây. Bò chữa dàn thùng đá ghê không? Con này thì đang báo giá cho anh chị giá 26 triệu nha. Chữa 3B. Tơ đang mang thai lứa đầu, cấp mình đã dữ lắm, chân móng nè. Chân móng sò. Con này 26 triệu nha. Được cái có vàng thùng. Quà bự. Bò kem Pháp anh chị. Tơ đang mang thai lứa đầu được 5 tháng mấy ha. Bò vàng thùng bự, dậu yếm tốt. Chân móng nè. Hoàn thiện ha, sái tích hoàn toàn nghiêm chỉnh. Kế bên có con anh ghét. Con anh ghét này thì tơ. Con này anh chị nào mua về mà nuôi mà mập lên, con bò này bự dữ lắm, bự nha anh chị nha. Con này cái đòn nó thì nó dài cao. Bò này tại vì chủ nhà nuôi thất thường á. Không mập, chứ con bò này mập lên, bò này bự dữ lắm, bò anh ghét này. Nè, cao ghê không? Khoảng 1m36, 37 bò. Tơ luôn. Bò này dễ dữ lắm, dễ ha. Nãy mới thấy anh chủ nhà dẫn ra biết nó dễ dữ dằn. Cặp này thì con này chốt giá 26 nha anh chị. Kem Pháp nè. Bông bướm. Tơ chữa dằn thùng rồi cấp mình rồi khỏi chê. Rúng nè, vú già vú xuống ghê không? Tơ chữa 5 tháng mấy, còn con này tơ rin ha. Con này nuôi khoảng 2-3 tháng sau bắt đầu có phối tinh nha anh chị. Bò anh ghét siêu cọp nè, chốt giá cho anh chị con này giá 19 triệu. 19 triệu ăn bò bự dữ lắm bự. Anh à, tao không có thước không? Rồi xong luôn. Anh đi ra đây em mượn ngay. Anh khoảng 1m65 không? Anh khoảng 1m65 không? Đó giờ chưa đo chưa biết luôn. À, anh là một người đàn ông phải gọi là rất là cao luôn. Anh thấy anh chị thấy anh chủ nhà anh cao ghê không? Đó mà con bò cao nè. Hôm nay em đêm quên mang theo cái thước rồi. Thì nói chung là con bò này cao khoảng tầm 1m36-37 á. Tơ anh chị, anh ghét siêu cọp. Tơ. À, còn khoảng tầm 15-16 tháng bò rồi. Còn con này thì đang mang thai 5 tháng, hơn 5 tháng bao chữa nha. Con bò kem Pháp dạng thùng tàn rồi, ok dữ lắm. Con này à, chốt giá cho anh chị giá là 26 triệu. Chân móng đi đứng hoàn thiện, không áp xe, không chặt lỗi gì hết, đảm bảo nghiêm chỉnh. Khi mà giao đến được quyền kiểm tra, trước khi thanh toán sẽ được quyền dẫn bò đi tới đi lui, đi kiểm tra về ngoại hình cũng như là tình trạng sức khỏe. Bò này là bao chữa thì anh chị vui lòng trong vòng 3 ngày đầu tiên mình phải nhờ bác sĩ thú y gần nhà thăm khám và thông báo cho em biết là bò này có thai không. Nếu như mà không có thai thì bên em xin nhận lại hoàn tiền đầy đủ cho cô chú anh chị và các bạn nha. Bò kem coi vàng yếm của nó nè. Nó ít biết không? Tơ đang mang thai lứa đầu nha anh chị. Bao chữa hơn 5 tháng. Chân móng giò cẳng rất là ok. Cấp mình khỏi chê rồi. Đứng đón mò lại em làm tấm hình với anh ruột. Bò này đứng đàng hoàng đây. Chụp tấm hình đi là gì vậy? Quá nha. Ừ. Xe bản chốt. Nè. Rồi. Để cho nó qua bên đây đi. Nó dùng quỷ thiệt chứ.
đứng im ngay ngắn chụp tấm hình đó. Rồi, ok. Anh chị nào mà chúng ta có nhu cầu mua thì liên hệ ủng hộ em ha. Bây giờ em xin kết thúc video đây và hẹn lại của chú anh chị và các bạn video kế tiếp.